Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Bibo TV. Hôm nay thì cô Lily với lại bạn Bibo sẽ làm món tôm. Mà tôm này là tôm bò quanh lửa hồng nha các bạn. Tại vì mình đang thèm tôm nên mẹ mình sẽ làm cho mình cái món này nha các bạn. Và nhân vật chính không thể thiếu đó chính là tôm nha các bạn. Tôm con bự lắm nè. Đó, bo ấy lên cho các bạn coi. Bo lấy lên nè, thấy không? Con tôm bự lắm nha các bạn. Nè, tôm này là tôm còn tươi còn sống luôn đó. Hồi nãy cô Lily đem về, cô Lily ướp nước đá cho nó xỉu á, để một hồi mình luộc. Còn cái thứ hai đó chính là nước dừa mẹ mình đã đổ ra rồi. Bây giờ mình sẽ đổ tôm vô nước dừa nha các bạn. Rồi, bao đổ tôm vô đi rồi hai mẹ con mình đem đi luộc lên nha. Rồi, bao đem lên bếp luộc đi con. Dạ. Để này lên bếp luôn. Rồi, bây giờ mình để tôm lên trên đây nha. Và bắt đầu mình sẽ luộc. Quên nữa boy. Trước khi luộc á, mình sẽ cho thêm một chút muối và một chút bột ngọt vô, để cho cái món tôm này nó vừa ăn hơn nha. Chứ tại vì nước dừa không thì nó chỉ có vị ngọt thôi. Còn mình phải cho thêm muối với lại bột ngọt vô để cho nó vừa ăn. Bây giờ con múc cho mẹ nửa muỗng bột ngọt đi. Con bỏ vô trong tôm. Nửa muỗng rồi con bỏ đi. Rồi. Xong rồi con bỏ nửa muỗng muối vô cho mẹ nữa. Bỏ nửa muỗng muối luôn nha. Rồi con bỏ vô đi. Rồi vậy là mình luộc được rồi ha. Đóng nắp lại. Bây giờ mình sẽ bắt bếp lên và luộc mấy con tôm nha các bạn. Trong lúc chờ đợi tôm chín thì mình và mẹ mình sẽ làm muối tiêu chanh nha các bạn. Cái muối tiêu này là ở nhà cô Lily tự làm luôn nè các bạn. Nó không có màu đen giống như tiêu, tại vì cô Lily có bỏ thêm ớt khô á, nó ra cái màu này nè. Bây giờ mình sẽ cho muối ra chén để hai mẹ con mình ăn nha. Và bây giờ thì cô Lily sẽ cắt cái quả chanh này ra để mình làm muối tiêu chanh. Bao biết dắt chanh không ta? Dạ biết. Cho con miếng nhỏ. Cho con dạ. Miếng này. Bây giờ mình sẽ dắt chanh nha các bạn. Tôm này là mình phải ăn với muối tiêu chanh nó mới ngon nha các bạn. Con dắt xong lấy cái muỗng mà quậy đều lên. Bây giờ để cô Lily đi coi tôm nó chín chưa nha các bạn. Nãy giờ là Bo với cô Lily cũng thèm lắm rồi đó. Wow, tôm nó chín đỏ luôn rồi mẹ ơi. Ôi nhìn ngon quá ha Bo ha. Dạ. Đó, nó chín rồi đó. Tôm này luộc lẹ lắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt tôm ra nha. Thì cô Lily á, sẽ xếp tôm ra cái trái dừa này nha các bạn. Này nóng lắm cho nên mình phải dùng cái cây kẹp nha. Các bạn ơi, sau khi xếp xong thì tôm nó ra như vậy nè các bạn, đẹp không? Bây giờ cô Lily sẽ bỏ nó vô cái dĩa nha. Ở đây là mình làm cái món tôm quanh lửa hồng. Thì cô Lily cũng đã chuẩn bị sẵn một cái chai cồn ha. Mình cho một ít cồn xuống dưới cái dĩa nè. Đó, để một hồi mình làm cho lửa nó táp lên trên mấy con tôm nha. Mình chỉ cho một ít cồn thôi. Các bạn có biết là cồn này nè, nhiều người ta nướng khô mực á, người ta cũng xài nha. Người ta cũng đổ ra dĩa như vậy, xong rồi người ta bật lửa lên, người ta bỏ cái con mực vô. Một hồi vậy mà nó cũng chín đó nha các bạn. Còn bây giờ thì mình chế biến, mình làm tôm quanh lửa hồng. Là mình để chín trái dừa ở giữa nè. Xong rồi giờ mình xịt cồn vô, mà hồi mình bật lửa lên nó cũng sẽ cháy xém xém lên mấy con tôm vậy đó.
Nhưng mà cái lửa này thì nó không có đủ để làm tôm chín được, cho nên là cô Lily với bạn Bo phải luộc trước như vậy nè. Bây giờ mình đem ra và mình thưởng thức thôi nha. Trời ơi, có sushi tham gia nữa hả ta? Trời ơi, hôm nay mình sẽ làm cái món tôm quanh lửa hồng nha. Bây giờ mình lấy cái hột quẹt đi. Giờ Bo vô trong ngồi đi con. Mình lấy cái hột quẹt nè, mình làm cho lửa nó cháy lên trên con tôm nha. Rồi hai anh em ngồi xuống, hai anh em ngồi xuống đó. Rồi bây giờ mình sẽ bật lửa lên cho tôm nó cháy nha. Hai bạn nhỏ này là không được đụng vô tôm nha, để không thôi là nó cháy phỏng tay đó. Rồi lấy mấy cái này xa ra. Rồi bây giờ mình bật lửa lên đi. Ngồi im nè. Nè ngồi im nè nha Sushi. Lửa nó đang cháy, vậy mình tắt đèn đi, tắt đèn cho mình thấy lửa nha. Lửa nó đang cháy luôn á các bạn, nhưng mà tại vì có đèn nên các bạn không thấy á. Giờ mình tắt hết đèn đi. Đó, các bạn thấy cái lửa xanh xanh không? Đó, nó đang cháy lên trên mấy con tôm nha. Nó cháy luôn trái dừa kìa. Đó. Cái này có đúng là tôm quanh lửa hồng không Bo? Đó nè, bây giờ cô Lily sẽ quay qua bên đây cho các bạn coi nha. Đó, các bạn thấy không? Lửa nó đang cháy lên nè. Mình là gì? Mình tên là gì con? Mình tên là Bà Sushi. Đúng rồi, còn anh hai mình tên gì? Mình tên Hân Hai. Tên Bí Bo. Tên Bí Bo. Rồi, vậy là nó làm như vậy thì tôm của mình lúc nào nó cũng nóng nóng nha các bạn. Bây giờ thì mình bật đèn lên và mình xơi thôi ha Bo ha. Dạ. Yeah. Và bây giờ thì mình sẽ ăn nha các bạn. Bây giờ mẹ sẽ lột tôm cho Sushi nè. Đó, con tôm nó chín đỏ lên luôn nha các bạn. Có con mắt luôn các bạn ơi. Có con mắt luôn. Sushi ăn xong rồi, Sushi cảm nhận cho các bạn coi nó ngon như thế nào. Con đưa gần lại cho các bạn coi coi. Ngon. Ngon lắm hả? Ngon các bạn. Đó. Để mẹ lột cho Bo nha. Bo lột được không? Tôm này ăn là mình phải xài bằng tay nha các bạn. Trước khi ăn là rửa tay sạch sẽ hết rồi nha. Nếu không rửa tay sạch thì sẽ làm sao con? Sẽ đau bụng. Đúng rồi, ăn mà không rửa tay sạch là đau bụng nha. Có rồi, bây giờ con này của Bo, Bo cầm chén muối lên, Bo chấm. Bo ăn đi rồi Bo cảm nhận cho mấy bạn biết. Rồi để mẹ lột ra, nó có cái đầu. Ngon lắm các bạn ơi. Tôm tươi thì nó vừa ngọt thịt mà nó vừa dai nha các bạn. Ngon lắm. Nhưng mà giờ sẽ chấm. Các bạn nhìn mình nè. Rồi còn Sushi ăn sao? Sushi cảm nhận cho các bạn nghe đi. Mất da gì không? Tôm này là mình mua tôm sống á, thành ra là nó ngọt thịt lắm nha các bạn. Chứ nếu mà mình mua tôm nó chết rồi thì ăn nó không có được ngon ha. Ừ, con lột vỏ con bỏ ra đó luôn. Nè các bạn, tôm gạch không luôn nè. Đó, cô Lily sẽ ăn nha. Trời, nó chảy quá trời bọt luôn. Trời, chảy quá trời gạch luôn các bạn ơi. Rồi con lột ra rồi con chấm muối ăn nha. Dạ. Muối tiêu chanh con ăn vô con thấy làm sao Bo? Dạ ngon, chua chua. Có mùi lá chanh đúng không? Dạ. Mẹ mở ra kêu con. Rồi Sushi ăn tới con thứ hai rồi hả? Đưa đây mẹ lột cho. Dạ mẹ. Sushi ăn có ngon không? Dạ ngon. Mẹ lột con cái đùi. Rồi để mẹ lột cho em xong rồi mẹ lột cho con nha. Đây là con tôm của Sushi nè mấy bạn. Con rồi con của Bo đây nè. Nhỏ quá đi rồi. Nhỏ gì tôm đó mà còn nhỏ gì nữa không? Con lớn là sao con không ăn muối? Bo ăn hết chỗ tôm này được không? Dạ. Bo ăn hết được không? Hết luôn á hả? Rồi vậy mẹ nhường cho Bo với em ăn. Ờ cho mẹ nữa hả? Ôi cảm ơn nha Sushi cho cô Lily nè các bạn.
Thôi mình xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Nếu thấy video mình hay, cảm cho mình một like và một đăng ký. Nhớ nhấn vào cái chuông để theo dõi clip mình nha các bạn. Bây giờ mình đói quá mình ăn thôi. Bây giờ mình đói quá mình ăn thôi. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại ở clip sau nha. Dạ, em chào nha.